喂，你是不是故意的？故意笑得这么好看。跟抹茶一样清新。好啦，不生气了，来吃一块法力丝吧。巧克力产生的多巴胺治愈各种不开心，这些都给你。柠檬的酸是为了让你更懂生活的甜，不懂吗，柠檬精？来张口。哎，就打。不懂吗，柠檬精？柠檬精，tính chất chanh, chiết xuất chanh, tiếng lóng của giới trẻ bên Trung. Chỉ người chanh chua hay ghen. Trong clip này, Gia Luân gọi cô gái là tính chất chanh, có nghĩa cô gái đó là người cực kỳ hay ghen. Hỏi hôm nay em đã ăn chanh chưa? Ý là hôm nay em đã ghen với ai chưa? Vị chua của chanh giúp em hiểu hơn vị ngọt của cuộc sống. Ý là ghen tuông chính là gia vị của tình yêu đó các nàng ơi.